Nội dung dự luật có thể yêu cầu gỡ bỏ TikTok, phần mềm đã có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ, khỏi các cửa hàng ứng dụng trực tuyến ở quốc gia này. Nếu được ban hành, dự luật buộc công ty mẹ của TikTok là ByteDance của Trung Quốc có 165 ngày để bán TikTok cho công ty Mỹ nếu không muốn ứng dụng này bị coi là bất hợp pháp trên các cửa hàng ứng dụng tại Mỹ như Apple hay Google. Đây được coi là dự luật nghiêm khắc nhất nhắm vào TikTok của các nhà lập pháp Mỹ. Trong nhiều năm, Mỹ đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về mối nguy hại tiềm tàng từ TikTok khi cho rằng ứng dụng này có thể bí mật thu thập dữ liệu người dùng hoặc lan truyền thông tin sai lệch. Trước đó, hàng chục bang Mỹ đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị điện tử thuộc quản lý của chính phủ. Mới đây nhất, chính quyền bang Montana đang tìm cách cấm TikTok tại bang này với lý do vi phạm quyền tự do ngôn luận. Dự luật này được thiết kế để tăng cường khuôn khổ pháp lý, giải quyết những lo ngại xung quanh TikTok, vốn trước đây phải đối mặt với lệnh cấm của cựu Tổng thống Donald Trump. TikTok thì luôn khẳng định ứng dụng của họ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho người Mỹ.